Hello, mình xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình có cái thùng phi hư nè cả nhà. Mình dự định bây giờ mình đang làm cái lò để mà mình nướng ha. Rồi, đầu giờ mình tiến hành cắt ra nha anh em. Thank you.
thành luôn ha cả nhà. Đó. Đó, thay vì mình đặt ở đây nhưng mà mình làm chưa có xong. Giờ mình đặt đây để mà cho nó giữ vững. À, nếu mà mình nói cây dài vô mình rót ở đây ha, hoặc là bên đây cũng được. Đó, mình để đây xéo nhưng mà nói cây dài ha. Rồi coi như cũng đã hoàn thành cả nhà. Rồi đây cả nhà thấy yêu thích thì hãy ủng hộ kênh của mình nha, vô cùng ẩm thực nha cả nhà, để mình làm cái này mình làm ẩm thực cho cả nhà xem đó. Bây giờ mình làm cái dĩ ở trên nha cả nhà, dĩ trên nó có miếng khoai rồi. Đơn giản nha cả nhà, là đơn giản nha, chứ không có cầu kỳ, mình làm cái nhà mình sử dụng thôi. Hàng xong rồi cả nhà, giờ mình sẽ tiện mấy cái đầu cho nó đẹp lại là được. Cái này là mình tháo ra được nha. Cái này tháo ra được nhưng mà còn cái này là còn cái đầu này không có cắt. Để luôn cho nó. Đầu tháo ra thử coi. Rồi đó giờ mình tháo ra vậy nha. Mình có thể làm cái chuyện khác hoặc là mình có thể mồi lửa được. Vậy nè cả nhà, đang nhiều khi mình để cái dĩ lên này mình nướng thịt á, để lên cho nó không có bị rớt xuống. Đó, nhìn thấy ngầu vải lòi chưa? Ghê không? Đeo kiến rồi ghê. Hổng chưa? Thật đẹp. Có móc rồi đàng hoàng luôn. Giờ là làm gì đây ta? Thì còn gì nữa? Rồi, hoàn thành này cả nha. Giờ chờ coi mình
mình làm cái món gì mình khai đao em nó nữa thôi, xong. Giờ vậy là mình cũng gọi là hoàn thành cả nhà. Kiếm món gì để mình khai đao cái lò nướng này coi nó ra sao. À, hôm nay cho anh em xem cái này kìa. Cái này theo mình hồi nãy mình làm á là nó hơi thất bại một chuyện cả nhà. Cái này là nó hơi cao quá. Bây giờ là mình trong này á, bây giờ mình thiết kế lại chỗ nào mình như ấy, mình đổ đất lên ha. Đổ đất cho nó cao lên ha. Mình lấy cái tấm vỉ sắt thả vô nấu. Thôi, bây giờ cái này á mình cũng đã hoàn thành rồi cả nha. Cái này bây giờ nó tiện đủ thứ à. Thay vì mình muốn nướng cái thứ gì đó mình treo móc á. Treo luôn nè. Mình khỏi móc vòng, cái móc vòng thì nó cũng không có được sạch lắm. Đó, thì giờ mình đã hoàn thành thôi, giờ mình kiếm cái gì đó để mà mình khai đào cái này đi, thử có ra sao ha. Rồi thôi, mình xin chào cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha.